Hello mọi người, như đã hứa thì hôm nay mình sẽ quay trở lại với một video review về bộ màu mới mà mình đang có ở trên tay. Nhớ xem hết chiếc video này để trải nghiệm bộ màu này cùng với mình nha. Thì mình sẽ cùng nhau swatch cái bảng màu của bộ Hobai này nha. Đây là cái bộ màu mà Hobai kết hợp với lại Natsuki. Mỗi năm thì Hobai sẽ kết hợp với lại một cái họa sĩ khác nhau. Bảng màu năm nay thì mình thấy cái bộ này nó khá là dễ dùng. Và cũng như mỗi năm thôi, cái bộ này nó sẽ có 12 màu. Và cũng không có gì lạ khi mà các bạn thấy cái tuyết màu Hobai thì nó chỉ bé tí như thế này thôi, đúng không? Bảng màu này thì sẽ phân chia ra rất là rõ ràng là một bên là màu nóng nè, một bên là màu lạnh hẳn luôn. Sẽ không có cái màu trung tính, ví dụ như là màu tím hoặc là màu tím pastel ở trong cái bảng màu này. Hồi sáng thì mình có lấy ra để mà mình tô cái tranh này, nhưng mà bây giờ thì mình sẽ bóp màu trực tiếp ra cái tờ giấy này luôn ha. Rồi mình sẽ swatch. Nhìn qua cái bảng màu này thì các bạn có thể đoán được ra một số cái mã màu nào nó sẽ đục rồi, đúng không? Mình có swatch ra trước để mà mình test màu rồi thì sẽ cái mã này nó cũng sẽ là màu đục nữa, nhưng mà nó không có thuộc về cái bảng màu pastel của Hobai, cho nên là mình sẽ coi như là cái bộ này nó chỉ có 3 mã là mã 025, mã 031 và mã 104 là mã màu pastel ha. Chất màu của hàng Hobai này thì thật ra màu nào cũng vậy thôi, đa số là bóp ra từ tuyết thì nó sẽ rất là mềm và ẩm. Vậy cho nên là nếu như mà mua màu thì cái màu ở trong tuyết về cái bảo quản nó hay là về cái sử dụng thì nó cũng dễ hơn, mình thấy là vậy. Dĩ nhiên thì cũng có một số hãng thì cái màu nó hơi bị loãng quá thì xài tuyết nó cũng không có được tiện cho lắm nha. Hobai thì nói chung là cái chất màu của nó cũng gọi là mềm ẩm thôi. Một số cái màu kia mình vừa bóp ra thì nó sẽ bị có thể là keo, ví dụ như là màu mới mà vừa bóp ra nó sẽ hơi keo ở cái khúc trên của màu ha, do là trong cái quá trình vận chuyển này kia thứ thì nó cũng sẽ hơi bị độn keo lên á, là không thể nào tránh khỏi được. Ngày xưa thì mình mua rất là nhiều Hobai, kiểu mua sưu tầm này kia đó, tại vì tuyết màu nó cũng bé bé xinh xinh mà giá của nó thì cũng khoảng năm mấy bốn mấy sáu chục một cái tuyết màu thế này thôi, tùy series ha. Bộ này thì series của nó sẽ là series A đến series B thì nó sẽ không có các series màu cao hơn. Brilliant Pink này là một trong những cái màu mà mình đã mua khoảng 2 tuyết rồi. Nó sẽ là một cái màu hồng khá là dễ thương kiểu vậy. Cái màu hồng này thì ở một số cái hãng khác thì nó sẽ hơi bị, gọi sao ta, nó bị ám màu xám ha, kiểu như vậy đó. Còn màu này của Hobai thì nó sẽ đậm chất hồng hơn, để mình lấy kỹ ra hơn nha các bạn xem ha. Nó sẽ đậm cái chất hồng và nó tươi hơn rất là nhiều, nó không có bị ám những cái màu khác. Thì mình có xài thằng Shinhan thì mình thấy là cái màu hồng này của Hobai sẽ đẹp hơn màu hồng của Shinhan ha. Rifle là một cái màu nó thuộc về giống như là cái màu hồng mà kiểu bị neon vậy đó. Cái màu này thì mình cũng từng có một tuyết và khi mà mình bỏ lâu quá thì cái màu nó sẽ bị khô lại, nó khô mà nó không thể nào xài được, không thể nào request lại luôn á. Mã VK031 này cũng là một trong những cái mã mà mình rất là hay sử dụng khi mà tô màu da. Và cũng như là đây là một cái mã màu pastel mà các bạn có thể mua thường xuyên để mà tô màu da. Màu đỏ này thì cũng không có ánh cam ở trong đó luôn nha các bạn. Mặc dù là ở trên cái tuyết mà các bạn có thể thấy là nó khá là cam, nhưng mà khi mà các bạn khi mà mình swatch ra đây thì mình thấy là nó sẽ thuần đỏ hơn là nó có ánh cam ở trong đó nha. Thì đây cũng là một cái màu mà tươi sáng, nằm trong top những cái màu pastel mà mình recommend các bạn mua nếu mà các bạn mua Hobai. Màu xanh ở đây thì thuộc về màu xanh thôi chứ không phải là thuộc về các cái màu xanh mà ám màu xanh lá cây. Ví dụ như là xanh cổ vịt thì nó sẽ hơi ám màu xanh lá cây xíu, thì cái màu đó thì mình cũng gọi là không có thường xài lắm, mà ở đây thì sẽ là các cái tông màu xanh cơ bản thôi. Mình rất là thích cái màu xanh này nha, cái màu saffron, cái màu mà nó không có bị đậm quá, một số hãng thì mình thấy là làm khá là đậm. Thì đó là cái bảng màu của cái bộ màu này.
khi mà các bạn mua bộ màu thì các bạn sẽ có một cái tutorial step by step nhỏ đến từ Astrid Natsuki, Astrid mà Hobai kết hợp lần này. Step by step này thì sẽ hướng dẫn cho chúng ta từ cách tô da và cũng như là cái cách tô màu mắt của Astrid. Tuy nhiên khá là tiếc là bởi vì cái này nó chỉ có tiếng Nhật mà không có tiếng Anh cho nên nó cũng khá là khó hiểu. Hobai cũng là một trong những cái hãng mà mình thấy là để thông tin về màu của sản phẩm rất là chi tiết ở trên cái phần vỏ và cũng như là có ghi chú, có note lại hết về những cái thông tin của sản phẩm màu, ví dụ như là pigment, độ đục, độ trong, độ chịu sáng, vân vân ở trên cái tiếp màu sản phẩm của họ. Màu của Hobai thì khá là nhỏ, dung tích của mỗi mã màu thì nó chỉ khoảng 5ml cho một tiếp nhỏ như thế này thôi. Tuy nhiên thì về cái packaging hay là về cái vẻ ngoài thì mình thấy là rất là được chăm chút và cũng như là mình thấy là có nhiều cái sự thay đổi về cái mẫu mã bao bì từ trước đến giờ. Trước đây thì nó sẽ là cái mẫu mã khác, bây giờ đã đổi sang một cái mẫu thiết kế vỏ màu tốt hơn rồi. Thật sự là mặc dù mình xài màu Hobai từ rất lâu rồi nhưng mà mình ít khi nào mà mình review nó. Giống như là hằng Wina vậy đó, mình cũng xài màu Wina rất là thường xuyên luôn nhưng mà về những cái màu thường của Wina thì mình lại hiếm khi nào mình review nó vậy đó. Thì Hobai này cũng như vậy. Tuy nhiên thì mình cũng vẫn rất là recommend các bạn khi mà các bạn chọn mua một cái hãng màu nó gọi là nó có tiếng và hãng Astrid như thế này. Bảng màu của nó rất là lớn, nó tới 108 màu cơ bản lận. Và sau này không biết nó có update thêm hay không, hay là hiện tại bây giờ thì nó đã bao nhiêu mã màu rồi mình không có update thêm. Nhưng mà lần cuối mình nhớ là nó tới 108 màu luôn. Những cái hãng màu mà họ thường xuyên update màu là thứ nhất nè, và thứ hai là cái bảng màu của họ nhiều, đa dạng và chất màu nó tương đối gọi là ổn định giữa các mã màu. Và cũng như là cái vỏ màu từ packaging cho đến những cái pigment, những cái thông tin chi tiết về tuyết màu họ làm rất là chăm chút thì mình cực kỳ thích những cái hãng như vậy. Và dĩ nhiên thì những cái hãng như vậy thì nó cũng có danh tiếng và nó được rất là nhiều người yêu thích chứ không phải là riêng một mình nữa. Mặc dù có những lời khen rất là nhiều cho Hobai và mình nghĩ là nếu như mà mình có thêm khen thêm nhiều nữa thì Hobai cũng sẽ không quan tâm đâu. Nhưng mà để nói về một số điểm chê thì vẫn có nha các bạn. Đó là nếu như mà các bạn bóp cái tuyết màu này ra rồi và các bạn để trong một thời gian dài thì cái màu nó sẽ chai, nó không thể nào request lại được nữa. Đó là lý do vì sao mà mình khuyên các bạn là nếu mà các bạn mà có bóp ra cái palette để mà các bạn xài á thì có thể là xài ngay, xài luôn trong khoảng tầm từ 1-2 tuần gì đó, xài cho hết cái màu mà bạn đã chiết ra rồi thôi. Chứ nếu mà bạn bỏ lâu quá, ví dụ như là bạn bỏ 1-2 tháng hoặc là 1-2 năm gì đó thì cái màu nó sẽ rất là dễ bị chai, rất là khó request. Lúc đó thì thôi hết cứu luôn. Vì vậy cho nên nếu như mà bạn nào lựa chọn cái sản phẩm bóc kết màu chiết á thì các bạn cũng nên lưu ý cái điểm này khi mà các bạn mua Hobai nha. Bên cạnh đó, một số mã màu cho dù nó còn ở trong tuyết nó vẫn sẽ bị khô, và một số mã màu đặc thù nha các bạn, đó, nó sẽ khô, nó vỡ vụn ra như là bột và khô, chai cứng lại luôn. Các bạn khi mua Hobai nên lưu ý điều này. Nhớ là mình đóng nắp màu kỹ lưỡng để thứ nhất là màu nó không bị mốc, thứ hai là không bị khô trong cái quá trình mà mình không có sử dụng màu đó. Đó là một số cái lưu ý khi mà mình sử dụng cái màu Hobai này trong cái quá trình mà mình vẽ với nó. Tổng quan về cái set màu này thì mình thấy đây là một trong những cái set màu nó khá là dễ dùng, bởi vì bảng màu nó chia ra làm hai cái phần nóng lạnh rất là cân bằng luôn, 6 mã nóng, 6 mã lạnh đó. Và bên cạnh đó thì các bạn vẫn có thể pha ra được những cái màu bậc 2 và màu trung tính từ những cái màu cơ bản này luôn. Các mã màu pastel thì nó cũng phù hợp với thể loại tranh như mà mình đang vẽ đây. Và cũng như là series màu thì nó sẽ thuộc series A, series B thì nó sẽ khá là rẻ, khá là dễ tiếp cận với chúng mình. Về giá và thông tin sản phẩm thì mình sẽ để ở bên dưới dành cho những bạn nào quan tâm ha. Và video sẽ đến đây thôi, mình sẽ hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.